Xin chào quý vị các bạn à, thì qua cái tập mà review cái căn hộ ở bên Mastery Thảo Điền vừa rồi á, thì đang nhận được rất là nhiều những cái lời yêu cầu từ các anh, các chị, các cô, các chú là nói cái khu này đẹp nè và đáng sống à, thì Đăng cũng khi mà được yêu cầu thì Đăng không ngại mưa gió bão bùng, hôm nay Đăng quyết tâm là Đăng phải quay lại Mastery cho bằng được để có thể là đem đến cho quý vị một cái những thêm những cái ngôi nhà khác trong cùng phân khúc để cho mọi người có thể dễ dàng lựa chọn. Và cái gì đừng rồi mắt không ăn hình, Đăng sẽ quay trở lại ngay thôi. Working so much lately, I can barely find the time to sleep. Yeah, I spend my time running around, keeping people pleased. But this is my favorite holiday. It's a chance to start over new. Hiện tại thì Đăng đang ở tầng 35 đó mọi người. À, và trước khi nói về thông tin thì Đăng sẽ nói về cái khoảng đằng trước này. Khi mà Đăng bước từ cái cửa chính vô đây thì chúng ta có một cái hệ tủ dày à, đây là tủ thông minh, chúng ta có thể để được rất là nhiều những cái đôi giày của mình vào. Nhưng nếu gia đình mình đông thành viên đó, thì mình có thể làm một cái kệ lớn hơn để đựng được nhiều hơn. Còn ở phía bên tay trái thì chúng ta có một cái mảng tường trắng, nhưng mà chỗ này thì để như thế này nó hơi tương đối chống chảy. À, nếu mà là Đăng thì Đăng sẽ set up một cái gương cao và bự như thế này à, để ví dụ như khi trước khi ra khỏi nhà thì mình có thể chỉnh trang lại y phục bằng cái tấm gương này đi ra ngoài. Để vậy cũng được, thì tùy mọi người thôi. À, vào tới khu vực bên trong này rồi thì phải quay lại nói về cái vấn đề thông tin của ngôi nhà à, thì ngôi nhà này là một căn ở tầng 35 với diện tích là 74m. À, gồm 2 phòng ngủ và đã được set up full nội thất à, đang có giá trị thị trường là 4.950 tỷ, để lại hết toàn bộ nội thất luôn. Chút nữa mình sẽ coi nội thất sau à, và phần ở vị trí này là một cái bộ bàn ăn với 4 ghế ngồi à, được set up thêm những cái phụ kiện nhìn khá là dễ thương nè. Ở đây còn có 3 cái đèn chùm nữa, nhưng mà với cái không gian rộng rãi như thế này thì à, đây là một cái bộ bàn à, có thể kéo ra để ngồi được 6 người thôi. Nhưng nếu người chủ nhân mới mà có hay mời bạn bè, anh em, đồng nghiệp về chơi á, thì cũng thể sắm cho mình một cái bộ bàn thông minh à, tại vì vị trí này rất là rộng, chúng ta có thể đặt à, một cái chiếc bàn ở đây để có thể ngồi được 8 người thì vẫn di chuyển vẫn rất là thoải mái nha mọi người. Và ở đây đối diện với khu vực à, bàn ăn hồi nãy á, là chúng ta có một cái không gian bếp cực kỳ rộng rãi. Khi mà đang bước vào đây thì đang cứ tưởng là đây là một cái không gian bếp của một căn nhà phố mà chúng ta hay thường xem ở trên kênh của Nhật Đăng Lên đúng không? Nhưng mà không, đây là một cái căn bếp của một cái căn hộ với 74m² thôi. Chúng ta có một cái bếp hình chữ L cực kỳ rộng rãi với chất liệu được làm là MDF chống ẩm của An Cường. Ở bên ngoài thì phủ bằng lớp acrylic nè. Ở bên dưới này thì mang một cái tông màu kem nhã nhặn. Ở bên trên thì là màu trắng à, những cái tông màu này kết hợp với nhau nó tạo nên một cái sự đơn giản. Không biết là mọi người có đoán được phong cách ngôi nhà này là phong cách gì không? Chút nữa Đăng bật mí tiếp nhé à, còn ở trong khu vực bếp thì chúng ta có thêm những cái thiết bị
theo Đăng là xịn, không biết mọi người nghĩ sao. Chúng ta có một cái bếp từ với 3 vùng nấu thương hiệu Bosch nè. Ở bên dưới có cả một cái lò nướng rất là lớn từ Hapler của Đức nữa. Ở trên này có máy hút sẵn này nè, bồn rửa và kể cả tủ lạnh. Bên dưới sàn thì lót sàn gỗ với tông màu ấm áp. Mọi người có nãy giờ vô đây nhưng chưa thấy phòng khách đúng không? Đây, phòng khách đây. Và sau đây sẽ đến tới với khu vực phòng khách. Thì đối với khu vực phòng khách này thì với rằm màu chủ đạo là màu trắng, màu xám, màu vàng và màu nâu. Những cái rằm màu trung tính kết hợp với nhau tạo nên được một cái sự đơn giản, thoải mái, mang tính hiện đại. Và đây là phong cách minimalist, hay là một cái phong cách tối giản. Nó làm cái, nói tới cái phong cách này thì nó làm Đăng nhớ tới một cái câu là less is more. Nó càng nhiều quá thì nó cũng không có tốt. Nó càng đơn giản nó ít thôi, nhưng mà nó lại tốt. Thì đây, cái khoảng không gian đây thì nó làm cho Đăng nhớ tới câu đó. Mà không gian nó hiện đại không thì chưa đủ, nó còn phải mang được một cái sự tiện lợi và thoải mái. Chẳng hạn như ngồi ở vị trí sofa này thì Đăng thấy nó khá là thoải mái. Ở đây còn có một cái bàn nữa nè, và chiếc đèn trang trí nhìn khá là xinh. Cái bàn này nó cũng sáng á, mình uống cà phê thì mình cũng có thể để đây, hoặc là mình tì tay lên như thế này để tận hưởng cái không gian đắt giá ở phía đằng sau ô cửa sổ kia. Thì chút nữa Đăng sẽ dẫn mọi người ra ngoài xem cái không gian đó là cái không gian gì nhé. Ở bên dưới thì còn được lót thảm nè. Thì vào đây là tầng 35 nữa nên là gió khá là lớn, nên cái việc mà chúng ta lót thảm như thế này thì nó sẽ làm tăng lên được cái sự ấm áp cho cái không gian phòng khách của mình. Và cái ghế kia thì ngồi nó thoải mái không chưa đủ, nhưng mà Đăng thích cái ghế này, cái ghế trứng cút. Nhìn nó rất là dễ thương. Ngồi ở vị trí này thì chúng ta sẽ có một cái tầm nhìn bao quát bên trong cái căn hộ của mình. Sáng ngồi đây đọc báo, đọc sách, lấy ánh sáng tự nhiên bên ngoài vào nữa thì sẽ có, Đăng nghĩ là sẽ có những cái trải nghiệm thú vị. Cái ngôi nhà này khi mà Đăng vào ấy, thì Đăng cảm nhận được một cái sự thật sự là rất là thoải mái, vì tại vì nó đơn giản quá. Nó làm cho giống như là mình đi làm, đời sống bây giờ đang chuyển đổi công nghệ nè, rồi chúng ta phụ thuộc quá nhiều về những cái điện thoại hay là máy tính, nên do đó là một cái ngày mà làm việc mệt mỏi bên ngoài về á, về với một cái ngôi nhà nó mang được hình thức đơn giản như thế này á, thì nó sẽ vô cùng thoải mái. Giống như cái kiểu mà chúng ta bài càng nhiều ra thì mình dọn nhiều thôi, nhưng cái này thì ít thôi, vừa đủ, nhưng về nó vẫn thấy thoải mái là được, không cần phải dọn nhiều. Và cái không gian mà đắt giá mà Đăng nêu trên đó là chính là không gian này, thì mệnh camera. Chúng ta có một cái khoảng ban công cực kỳ lớn nha mọi người. Bên kia là có một cái lô da để có thể phơi đồ nè, hay là đặt máy giặt. Còn ở vị trí này thì chúng ta có một cái căn hộ view sông, tầm nhìn rất là thoáng. Ở bên dưới là khu vực các biệt thự của Thảo Điền. Mật độ cây xanh thì dày đặc luôn, không khí rất là tốt nè. Ở đây thì view sông lớn nữa, nhìn nó khá là mát mắt. Ở trên đây cái cảm giác của Đăng là nó rất là mát mẻ. Thì tại sao mà người ta đặt một cái sổ sofa màu trắng ở bên trong đó để nhìn ra ngoài đây, nó là như vậy. Chúng ta có thể tận hưởng được cái cảm giác thoải mái, nhẹ nhàng để tận hưởng thiên nhiên sau một ngày làm việc mệt mỏi. Chúng ta có một cái toilet ở bên ngoài. Toilet này vừa là toilet cho khách mà vừa là toilet của phòng ngủ phụ. Ở bên trong toilet thì có đầy đủ cái thiết bị vệ sinh này, như là vách tấm kính đứng nè, và các thiết bị toilet đến từ thương hiệu Toto. Chúng ta sẽ cùng vào phòng ngủ phụ trước nha. Phòng ngủ phụ thì với một cái diện tích vừa đủ thôi, nhưng ở trong đây vẫn đầy đủ cái thiết bị nội thất đã được trang bị sẵn nè, như là tủ quần áo, rồi giường. Và anh em mọi người thấy không, cái người chủ này thì theo cảm nhận của Đăng thôi, từ trong ra ngoài tới những cái chi tiết nhỏ trong phòng ngủ mà họ đề co thì nhìn nó cũng khá là đẹp mắt và hợp lý. Cái phòng ngủ phụ này á, thì chúng ta có một cái view để nhìn xuống ở bên dưới là hồ bơi nè, công viên, nhìn nó cũng khá là đẹp mắt. Ở ngoài đây view nó cũng khá là đẹp và thoáng nha mọi người. Và chúng ta sẽ cùng vào phòng master nè. Phòng master thì có toilet ở bên trong phòng nha mọi người, và toilet này cũng khá là lớn. Đây anh vào trong mình xem những cái thiết bị toilet đến từ thương hiệu Toto. Bên trong toilet thì cũng có vách tấm kính đứng nè, rất là rộng rãi và tiện lợi. Ra màu toilet thì cũng sạch sẽ nữa.
Và ở phần phòng ngủ thì được trang trí một cách cực kỳ dễ thương và đẹp mắt, với những cái ram màu làm điểm nhấn như là màu xám nè, màu trắng nè, và những chiếc gối màu hồng nữa. Và khi mà được phối như thế này thì theo cái cảm nhận của Đăng thì Đăng thấy trong cái phòng này rất là dễ thương. Và chúng ta có tủ quần áo lớn nè, cái bàn trang điểm, giường ngủ rộng rãi. Ở đây còn có thêm một cái ô cửa sổ rất là rộng. View thì cũng giống như cái hầm phòng của phụ bên kia thôi, là công viên nè và hồ bơi ở bên dưới. Và vừa rồi chúng ta đã cùng nhau trải nghiệm xong một căn hộ ở tại tầng 35 với diện tích là 74m², hai phòng ngủ và đã được trang bị full nội thất. Thì theo quan điểm của Đăng, khi mà Đăng vừa trải nghiệm căn hộ này thì Đăng chỉ dùng hai từ để nói về nó thôi, đó là tinh gọn. Không biết là mọi người thấy sao, hãy lại bình luận bên dưới và ý kiến mọi người cho Đăng biết nhé. Nhưng Đăng thấy thì đối với cái giá trị hiện tại của cái căn hộ này là 4.950.000, thì khi mà mọi người mua cái căn hộ này thì mọi người còn có thể sở hữu thêm được rất là nhiều những cái tiện ích bên dưới, chẳng hạn như Vincom nè, công viên, rồi hồ bơi, mật độ cây xanh rất là nhiều nè, kể cả sân bóng rổ, phòng gym, tất cả đều nằm ở bên dưới. Mà không chỉ riêng ở đó, đây căn hộ Mastery Thảo Điền thì chắc chắn nằm trong phần phường Thảo Điền rồi. Và phường Thảo Điền thì còn sở hữu thêm được 6 cái trường học quốc tế. Và ở vị trí này chúng ta còn có thêm là tuyến metro Bến Thành Suối Tiên. Thì về sau này chúng ta có thể di chuyển ra quận nhất thì cũng rất là dễ dàng, chỉ cần lên trên tàu rồi sập cái dù ra theo quận nhất. Thì Đăng thấy là cái giá trị hiện tại và tương lai ở cái khu vực này thì cực kỳ tốt. Nếu như mọi người quan tâm đến căn hộ này thì hãy liên hệ với số hotline Đăng để ở bên góc phải màn hình. Và bây giờ đừng quên nhấn like, share, subscribe cho kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người ở những video sau. Nhật Đăng Lên, kết nối nhu cầu thực.